Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn liên quan tới chức chủ tịch Hạ viện, nhân vật số 3 của đất nước Hoa Kỳ. Quý vị, trước khi đi vào cái phần mà gọi là phân tích này thì có nhiều khán giả hỏi tôi là quyền chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ là có những cái quyền lực gì và như thế nào. Thì quý vị, ở đây tôi giải thích khúc đầu hai vấn đề. Tôi chỉ làm hai vấn đề nha quý vị. Vấn đề thứ nhất là vấn đề của cái chức quyền chủ tịch hạm về Hạ viện, tức là ông McHenry, Patrick McHenry hiện nay là quyền chủ tịch Hạ viện cho tới ngày thứ ba tuần tới. Thì liệu ông có phải là nhân vật số 3 của Hoa Kỳ hay không? Bởi vì theo quy tắc của hiến pháp thì tổng thống có vấn đề thì phó tổng thống lên thay. Phó tổng thống có vấn đề thì là chủ tịch Hạ viện lên thay. Nhưng mà chủ tịch Hạ viện đó là được toàn Hạ viện bầu. Còn quyền chủ tịch Hạ viện có vị trí thay thế chức tổng thống hay không? Nếu như mà tổng thống và phó tổng thống có vấn đề. Thì quý vị, câu hỏi này quý vị đặt ra thì tôi có thể trả lời với quý vị là đài truyền hình Fox ngày hôm nay đã đưa tin không. Quyền chủ tịch Hạ viện không có cái quyền được thay thế vị trí phó tổng thống và tổng thống nếu hai người này có vấn đề. Như vậy thì nếu mà phó tổng thống và tổng thống có vấn đề thì ai thay thế trong vị trí của tổng thống? Quý vị, người này gọi là pro term của bên thượng viện, và đây là một trong những người rất là kín đáo. Tuy nhiên thì vị trí này sẽ là cái vị trí kế tiếp để thay thế cho cái vị trí tổng thống nếu như tổng thống và phó tổng thống có vấn đề. Đầu tiên hết là quý vị, Pat Murray là sẽ trở thành người đã đến từ cái gọi là Mom Internet Show, đã sẽ trở thành người kế tiếp trong cái ngôi vị tổng thống nếu như mà bà Kamala Harris hoặc là ông Joe Biden có vấn đề. Vốn đã được đắc cử từ năm 1993 với cái biệt danh là Mom in Tennis Shoe, tức là người mẹ trong đôi giày tennis, thượng nghị sĩ và được là chủ tịch pro term là bà Pat Murray của đảng Dân Chủ tại Washington DC sẽ trở thành nhân vật kế tiếp trở thành tổng thống, thay thế cho cái vị trí của chủ tịch Hạ viện. Và nếu mà sau khi mà ông Kevin McCarthy đã bị rời khỏi cái chức này, bị tước cái chức này, thì cái job này, tức là cái này sẽ giao cho cái người gọi là cái quyền chủ tịch này đã giao lại cho ông quyền chủ tịch Hạ viện là ông Patrick McHenry của đảng Cộng hòa ở tại North Carolina. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì nếu mà sắp hàng để trở thành tổng thống thay thế cho tổng thống nếu như tổng thống và phó tổng thống có vấn đề thì người này sẽ là pro term của thượng viện, đó là bà Murray. Quý vị, đây gọi là Senate President pro term. Pat Murray, tức là bà là một trong những người thay thế cho chức chủ tịch thượng viện. Ở thượng viện thì có chức chủ tịch của thượng viện nha quý vị. Chủ tịch thượng viện là chức phó tổng thống, phó tổng thống kiêm chủ tịch thượng viện, và dưới đó thì có hai người là chủ tịch đa số và chủ tịch thiểu số. Nhưng những người này không có vai trò gì trong vấn đề hành pháp cả. Thì cái người kế tiếp nếu như phó chủ tịch của thượng viện, chủ tịch thượng viện mà có vấn đề và chủ tịch Hạ viện cũng có vấn đề thì cái người thay thế là phó chủ tịch thượng viện, gọi là pro term president, senate president, có nghĩa là cái người đó là phó chủ tịch thượng viện. Cái vai trò này rất mờ nhạt, không có. Nếu như mà cả tổng thống và phó tổng thống, tức là chủ tịch thượng viện có vấn đề thì người kế tiếp là Hạ viện, chủ tịch Hạ viện, nhưng với điều kiện chủ tịch Hạ viện phải được toàn Hạ viện bầu. Còn quyền chủ tịch Hạ viện, tức là acting thôi, thì sẽ không có đủ tư cách ngồi vào ghế tổng thống. Mà người đủ tư cách ngồi vào ghế tổng thống là phó chủ tịch thượng viện, tức là Senate President Pro Term. Đây là cái quy tắc của hiến pháp đưa ra. Và như vậy thì bà Murray, Patty Murray, bà được xem đắc cử chức thượng nghị sĩ từ năm 1993. Bà có biệt danh là người mẹ của cái đôi giày tennis.
thì bà sẽ là người thay thế. Đó là cái giải thích cho tất cả khán thính giả của TNP hiểu rõ hơn về cái việc mà quyền chủ tịch Hạ viện có quyền như thế nào. Ngoại trừ cái vấn đề mà thay thế vị trí tổng thống ra, thì quyền chủ tịch Hạ viện vẫn có đầy đủ tất cả những cái quyền trong Hạ viện. Trong Hạ viện thôi quý vị. Tức là ngoài Hạ viện ra là họ không được, tại vì không phải là người được bầu chính thức. Do đó thì ông Patrick McHenry nắm quyền chủ tịch Hạ viện, ông có thể điều hành toàn bộ cái Hạ viện. Nhưng ông không được phép ngồi vào ghế tổng thống nếu như mà cả hai vị trí kia có vấn đề. Đó là cái quy tắc của sàn Thượng viện và Hạ viện để cho khán thính giả ở bên ngoài hiểu hơn. Như vậy thì ông Patrick McHenry sẽ không phải là nhân vật kế tiếp và ông không phải là nhân vật số 3. Nhân vật số 3 của Hoa Kỳ bây giờ là bà Patty Murray. Bà mới là nhân vật số 3 của Hoa Kỳ cho tới thứ 3 tuần tới. Thứ 3 tuần tới khi mà bầu lại toàn bộ Hạ viện đó, thì quý vị, lúc đó chức chủ tịch Hạ viện mới có quyền thay thế vị trí tổng thống nếu phó tổng thống và tổng thống có vấn đề. Đó là cái cách mà tôi giải thích. Rồi, bây giờ bước qua cái phần thứ hai là cái phần mà khá quan trọng mà quý vị đặt câu hỏi. Tại vì ngày hôm qua, cựu Tổng thống Trump không loại trừ việc ông trở thành chủ tịch của Hạ viện. Thì điều này đã gây confuse. Tại vì ông đang tranh cử, mà ông đang đứng đầu trong cuộc tranh cử nữa. Thì làm sao ông có thể vừa ngồi chức chủ tịch Hạ viện, vừa ngồi chức Tổng thống được? Đúng không quý vị? Thì bây giờ, ngày hôm nay, ông trả lời đây. Và câu trả lời này của ổng thì tôi sẽ dựa trên câu trả lời của ổng để xem coi tình hình của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Đảng Cộng Hòa gọi là GOP. Quý vị có thể gọi là Republican là cái tên mới sau này là đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái tên chính thức của đảng Cộng Hòa, tiền thân của nó là GOP. GOP tức là Grand Old Party. Chữ Grand Old Party gọi tắt là GOP đó. Là cái tên chính thức của đảng, tiền thân của đảng Cộng Hòa, cho nên gọi là GOP. Ok quý vị, trong cái lời trả lời ngày hôm nay thì ông Trump đã lên tiếng. Ông Trump nói tôi có thể giúp làm việc chuyện tuyển chọn cái chức chủ tịch của Hạ viện. Cái chức chủ tịch của Hạ viện, tiến trình nó rất là quan trọng và chi tiết, được hỗ trợ bởi cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đó là một trong những lời phát biểu của cựu tổng thống Trump. Và trong cái nỗ lực, ông nói rằng ông sẽ có một cái short term, tức là một cái giai đoạn ngắn để hỗ trợ trong một cái true social đưa ra vào sáng ngày hôm nay thứ năm. Tôi đang chạy vào chức tổng thống và tôi đang gác đến 62 điểm trên tất cả các thành viên của Đảng Cộng Hòa. Và tôi gác điểm luôn cả ông Crook Joe Biden. Bất kể là Đảng Dân Chủ đã có những cái hành động vũ khí hóa và xen vào bầu cử đối với tôi. Và với 4-11 điểm. Vậy như vậy thì tức là ông gác Joe Biden từ 4-11 điểm nha quý vị. Ông nói nha quý vị, mặc dù là Đảng Dân Chủ có những cuộc tấn công ổng, tuy nhiên tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp cho cái tiến trình tuyển chọn về chủ tịch Hạ viện trong giai đoạn ngắn, cho tới khi có cuộc bầu cử toàn diện và của một cái great speaker, tức là một cái người chủ tịch Hạ viện tuyệt vời. Và nó sẽ là một cái chương trình mà gọi là giúp mới, và nó sẽ nhấn mạnh tới cái kinh nghiệm tổng thống và cho tôi, và sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Lời phát biểu của ông đưa ra chỉ một ngày sau khi mà ông không có lên tiếng và bác bỏ việc mà ông sẽ trở thành một chủ tịch của Hạ viện. Và điều này đã bước vào ngày thứ ba trong cái phiên xử của ông về cái đơn dân sự của bà Bộ trưởng Tư pháp của New York là Leticia James với 250 triệu tiền kiện dân sự. Có rất nhiều người đã nói tôi về vấn đề của vai trò chủ tịch Hạ viện. Ông đã nói với các thông tín viên ở trong cái tòa nhà. Và tôi có thể nói rằng chúng ta có thể làm bất kỳ cái gì tốt nhất cho đất nước của chúng ta và cho đảng Cộng Hòa. Chúng ta sẽ có những người rất tuyệt vời. Và ngay sau khi mà ông Trump đưa ra lời phát biểu thì dân biểu Jim Jordan là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp đã bước vào cái cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch Hạ viện trong thời gian tới. Và trong lúc mà các thành viên lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, bao gồm luôn cả chủ tịch khối đa số là ông Steve Scalise của đảng Cộng Hòa tại Louisiana, cũng loan báo là sẽ trở thành một ứng cử viên cho chức chủ tịch Hạ viện. Chức chủ tịch Hạ viện không cần thiết là phải là thành viên của Hạ viện. Và gần như
là từ lâu nay thì cái người mà được xem là mong muốn nhiều nhất là ông cựu chủ tịch hạ viện là Newt Gingrich, có thể cũng sẽ quay trở lại vai trò này. Một người khác là dân biểu Kevin Hurt của Đảng Cộng hòa tại Oklahoma, là chủ tịch của Ủy ban nghiên cứu Đảng Cộng hòa ở tại hạ viện, cũng có thể trở thành nhân tuyển. Quý vị, như vậy thì cái câu trả lời của ông Trump đã rõ ràng, có nghĩa là tôi có thể làm chủ tịch hạ viện cho tới khi có cuộc bầu cử. Tức là ông vẫn tranh cử tổng thống nhưng tạm thời nắm quyền chủ tịch hạ viện một năm này, tại vì thứ ba tuần tới là bầu cử chức chủ tịch hạ viện. Như vậy thì ông có thể nắm cái chức chủ tịch hạ viện cho tới một cái giai đoạn kế tiếp, trước khi mà bước vào cuộc bầu cử chính thức của tổng tuyển cử Hoa Kỳ vào năm 2024 tháng 11. Có nghĩa là ông nắm một năm, tức là từ tháng 9, tháng 10 năm nay cho tới tháng 10 năm tới. Thì điều này là có thể xảy ra, có thể xảy ra, nhưng mà vấn đề là các thành viên trong Hạ viện có bỏ phiếu cho ổng hay không lại là một chuyện khác. Quý vị, cho tới giờ phút này thì đồng minh của ông Trump ở trong Hạ viện rất đông, rất đông, nhưng mà tôi không biết rằng có toàn bộ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ổng hay không thì tôi không biết, tại vì trong đó vẫn còn một vài nhân vật sót lại chống ông Trump. Kissinger là một trong những dân biểu vẫn đang giữ chức dân biểu, và ông này là người chống ông Trump, và ông nằm trong cái ủy ban 6 tây tháng giêng cùng với lại bà Jenny, bà con của ông Dick Cheney đó, bà con gái của ông Dick Cheney đó, thì bà kia đã bị out rồi, nhưng mà ông Kissinger vẫn là người đang nằm trong quốc hội. Do đó thì tôi không biết rằng là túc số phiếu có đủ để hỗ trợ cho ông Trump hay không. Nhưng bây giờ chúng ta assume đi, tức là chúng ta cứ dự đoán thử đi. Tôi thì tôi không nghĩ là ông Trump thắng được cái chức chủ tịch Hạ viện đâu. Nhưng mà nếu như ông Trump thắng được chức chủ tịch Hạ viện thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là đảng Dân Chủ phản ứng thế nào? Thứ hai là làm cách nào ông Trump đoàn kết đảng Cộng hòa ở trong Hạ viện và phối hợp với đảng Cộng hòa ở trên sàn Thượng viện để làm việc cho quốc gia? Câu hỏi này là cái câu hỏi khá thách thức đó quý vị. Tại vì bản thân của ông Trump đã là một tranh cãi ngay trong đảng Cộng hòa rồi. Từ lúc mà ông bắt đầu tranh cử năm 2016 cho tới bây giờ. Thì quý vị, mặc dù trong những năm gần đây cái số lượng đảng Cộng hòa nghiêng về ông Trump càng lúc càng nhiều. Đó quý vị thấy, cái cuộc thăm dò mới nhất, ông tới 61% cử tri bên ngoài của đảng Cộng hòa đều ủng hộ cho ông Trump vào ghế tổng thống. So với cái người kế tiếp của ông, hai người là Ron DeSantis hay là Nikki Haley đều thấp điểm vô cùng. Tức là cái mức ủng hộ của cử tri bên ngoài đối với ông Trump là gần như ông chiếm tuyệt đối cái ghế gọi là đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Nhưng quý vị, trên sàn Hạ viện nó lại là một câu chuyện khác. Tại vì lúc đó không có cử tri, mà lúc đó tất cả 221 thành viên của đảng Cộng hòa có đứng chung lại bỏ phiếu cho ông Trump hay không? Đó là điều nhất. Và nếu trừ ra một hai phiếu đi, tại vì bây giờ trên nguyên tắc Hạ viện đang có 433 ghế thì chỉ cần 217 ghế, 217 ghế là có thể ngồi chức chủ tịch Hạ viện. Đúng không quý vị? 217 ghế trên 433 ghế. Thì bây giờ 217 ghế này so với Đảng Cộng hòa đang có là 221 ghế, thì trừ ra một hai người, hình như chỉ còn có hai người chống ông Trump thôi, là ông Kissinger với một người nào nữa ở trong cái nhóm mà gọi là chống ông Trump của Đảng Cộng hòa ở trong cái ủy ban ngày 6 tây tháng 1 đó. Thì quý vị, rõ ràng là còn 219. Vậy thì 219 người này, vừa những người cứng rắn ủng hộ cho ông Trump cho tới những người mà ôn hòa có vẻ hoang mang với ông Trump. Hoang mang ở chỗ là họ không có cảm tình với ông Trump, nhưng họ nhìn thấy được toàn bộ cử tri của Đảng Cộng hòa hầu hết đều ủng hộ cho ông Trump. Họ sẽ bị áp lực từ cử tri. Tức là những cử tri của họ áp lực họ phải bỏ phiếu cho ông Trump. Do đó quý vị, coi như là nếu mà toàn bộ Đảng Cộng hòa trừ ra hai người đó thì còn lại 219, thì ông Trump có thể ngồi chức chủ tịch Hạ viện cho tới cái mùa bầu cử năm sau,
Tại vì tới mùa bầu cử năm sau thì cũng bầu cử lại Hạ viện. Lúc đó ông Trump rời khỏi Hạ viện. Hạ viện sẽ bầu lại một người chủ tịch mới. Và chưa biết đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa nắm đa số. Mặc dù chúng ta biết đảng Cộng Hòa nắm đa số rồi đó. Nhưng mà chưa biết được, nó phải chờ tới cuộc bầu cử năm sau. Ai nắm quyền đa số của Hạ viện đã. Do đó ông Trump ông nói cái giai đoạn ngắn là như vậy. Cái giai đoạn ngắn ông cầm quyền là như vậy. Và ông có quyền từ chức chủ tịch Hạ viện ngày 3 tây tháng giêng để chính thức tuyên thệ tổng thống ngày 20 tây tháng giêng. Có thể cái kịch bản này xảy ra, và cũng có thể ông từ chức sớm hơn, ông từ chức sớm hơn để mà chuẩn bị cho cuộc bầu cử, chưa biết được. Nhưng mà ít nhất ông nắm một cái giai đoạn ngắn, thì cái giai đoạn ngắn này liệu có đoàn kết được đảng Cộng Hòa hay không, giữa lúc đang có sự chia rẽ sau khi mà bãi nhiệm Kevin McCarthy. Quý vị, trong cuộc bãi nhiệm Kevin McCarthy, nếu chúng ta nhìn kỹ vào khối phiếu, thì quý vị, 210 phiếu vẫn ủng hộ cho McCarthy. 8 phiếu còn lại thì lại chống McCarthy. Nhưng mà 8 phiếu đó, nó cộng thêm 208 phiếu của Dân Chủ. Cho nên nó mới ra 216. Và McCarthy thua. Có nghĩa là McCarthy vẫn được ủng hộ đa số ở Hạ viện. McCarthy là đồng minh của ông Trump. Quý vị còn nhớ cái hôm bầu cử vào tháng Giêng, ông Trump đã thúc đẩy tất cả những thành viên cứng rắn trong đảng Cộng Hòa là bỏ phiếu cho McCarthy. Ông Trump đã ra mặt ủng hộ cho McCarthy. Nhưng McGaetz lại là người cứng rắn và có một cái sự gọi là bất đồng với McCarthy. Lúc đó mà McGaetz không bao giờ bỏ phiếu cho McCarthy cả. Cho tới lúc McCarthy bị out ra khỏi chức chủ tịch Hạ viện. Thì quý vị, McGaetz chưa bao giờ bỏ phiếu cho McCarthy. Thì duy nhất thật sự chỉ có một mình ông Trump là người có thể control được McGaetz và Tyler Green. Đây là hai người rất cực hữu. Những người mà cực hữu trong đó Chip Roy. Nhưng mà Chip Roy thì còn nói chuyện được. Jim Jordan cũng nói chuyện được với phía ông Hòa. Nhưng mà những người còn lại, Andy Biggs của Arizona, ông này rất cực hữu quý vị. Nhưng ông lại là người rất thần tượng ông Trump. Thì ông Trump có thể control được ông. Ông Trump có thể control được bà Lawrence Barber của Colorado. Bà là người cực hữu đó. Nhưng mà bà cũng còn nói chuyện được với phía của ông Hòa. Hai người mà được xem là cương quyết nhất là Marjorie Taylor Greene của Georgia và ông Matt Gaetz của Florida. Hai người này là cứng đầu nhất. Thì hai người này sẵn sàng nghe lời ông Trump. Và thậm chí Matt Gaetz đã nhiều lần vào tháng Giêng để tên ông Trump vào. Muốn ông Trump làm chủ tịch Hạ viện. Cho nên chỉ có ông Trump mới control được những người này. Trong đó có cả Byron Donald. Byron Donald là dân biểu da đen ở Florida. Cũng là một người ủng hộ cho ông Trump quyết liệt. Tức là 21 thành viên ở trong cái Freedom Caucus đều là đồng minh của ông Trump hết. Và đều là những người ủng hộ quyết liệt cho ông Trump. Nhưng mà trong đó có một số người vẫn làm việc được với những người ôn hòa. Tức là moderate ở trong đảng Cộng Hòa. Thì những người cực hữu thì bị những người kia khó chịu. Thì tôi nghĩ rằng nếu ông Trump bước vào làm chủ tịch Hạ viện, đứng đầu đảng Cộng Hòa ở Hạ viện, thì có thể đoàn kết được. Tại vì ổng đủ khả năng đè những người cực hữu xuống. Ổng đủ khả năng đè những người cực hữu xuống. Thì quý vị thấy rồi đó, chính Matt Gaetz cũng nói là ổng sẵn sàng ủng hộ cho ông Trump ra làm chủ tịch Hạ viện bên cạnh ông Steve Scalise. Thì quý vị, như vậy thì cái điều đầu tiên mà tôi nói ngày hôm qua là cái người chủ tịch Hạ viện phải cứng rắn hơn McCarthy thì mới được. Cứng rắn hơn McCarthy thì mới được. Còn mềm yếu hơn thì lạng bạn lại bị kéo xuống giống như McCarthy thôi. Do đó, nếu ông Trump mà ngồi vào ghế chủ tịch Hạ viện thì điều tích cực nhất là gì? Điều tích cực nhất là ông đè được những người cực hữu. Tại vì những người này đều thần tượng ông hết. Những người này đều ủng hộ tuyệt đối cho ông luôn. Number one. Number two, ông ngồi chức chủ tịch Hạ viện, ông đâu có muốn người ta kéo ông xuống giống như McCarthy.
Cho nên ổng ra lại cái quy tắc mới cho Hạ Viện. Lúc đó Mark Gaetz, Lauren Boebert, Biden Donald hay là Andy Biggs không phản đối. Tức là cái nhóm mà Freedom Caucus của Đảng Cộng Hòa đó sẽ không phản đối cái quy tắc đặt ra trên sàn Hạ Viện. Thì quý vị, như vậy thì ông Trump an toàn ngồi ghế đó. Chứ bây giờ một phiếu mà nó đưa motion thôi, thì quý vị thấy đó, một mình Mark Gaetz đưa cái motion thôi mà McCarthy bị kéo ra khỏi chức chủ tịch rồi. Do đó cái điều mà thay đổi được cái quy tắc này mà không bị phản đối toàn bộ ở trong Đảng Cộng Hòa, tôi nghĩ rằng là cái quy tắc một phiếu, một người đưa ra motion, phải đổi lại 5 người, 10 người hay 15 người gì đó, hay là 30 người. Trước đó bà Nancy Pelosi bà đặt quy tắc ra 100 người. 100 người đưa motion thì mới được đưa ra sàn Hạ Viện để bỏ phiếu, để mà tước đi cái chức chủ tịch Hạ Viện. Thì bây giờ quý vị, quy tắc đó còn có một người thôi. Thì ông Trump là người duy nhất thay đổi được cái quy tắc này mà không bị sự phản đối của nhóm Freedom Caucus 21 người. Và thứ hai, quý vị nhớ cái hôm mà thương thảo về cái ngân sách mà gọi là tạm thời không? Cái CR đó cho 45 ngày mà McCarthy đã thỏa hiệp với đảng Dân Chủ để mà có cái ngân sách 45 ngày giữ cho chính phủ không bị đóng cửa đó. 90 thành viên của Đảng Cộng Hòa phản đối điều này. 90 thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Hạ Viện phản đối cái CR này. Họ không muốn. Họ không muốn có một cái ngân sách tạm thời. Nhưng cuối cùng McCarthy đã thuyết phục được những người ôn hòa khác. Số còn lại vẫn bỏ phiếu theo McCarthy. Nhưng mà ít nhất 90 thành viên của Đảng Cộng Hòa không đồng ý. Thì điều này có nghĩa là ít nhất ông Trump mà làm chủ tịch Hạ Viện thì ổng là người có thể đoàn kết được Đảng Cộng Hòa thành một mối. Ổng có thể thuyết phục được những người ôn hòa. Ổng có thể đè xuống cái đám gọi là cực hữu để mà thống nhất Đảng Cộng Hòa thành một mối. Đó là cái điều tích cực mà chúng ta thấy được từ cái góc cạnh mà nếu như ông Trump được chọn làm chủ tịch Hạ Viện. Tại vì ổng đè được đám cực hữu, ổng có thể nói chuyện được với những người bên ôn hòa, ổng có thể thuyết phục được. Quý vị còn nhớ là cái người chống đối ổng mạnh nhất ngày xưa, cái lúc mà ổng vừa lên làm tổng thống, là có cuộc khẩu chiến với ổng luôn, là chính là Kim Jong-un. Kim Jong-un đã có cuộc khẩu chiến gay gắt với ông Trump tới mức ổng nói, ê, quả tiễn của tao bự hơn của mày. Mà cuối cùng ổng với Kim Jong-un vẫn ngồi nói chuyện được. Ổng với Kim Jong-un vẫn ngồi nói chuyện với nhau được. Thì do đó ông Trump với cái khả năng thuyết phục của ổng như vậy, ổng có thể nói chuyện được với những người ôn hòa ở trong Đảng Cộng Hòa để thuyết phục họ đi theo cái chính sách chung của Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội. Và cái chính sách chung đó thì quý vị thấy rõ ràng rất cứng rắn. Rất cứng rắn. Thì quý vị, như vậy thì coi như là nếu ông Trump ở cái cương vị này thì có thể chỉ duy nhất bây giờ quý vị nhìn ở bên ngoài vào thấy Đảng Cộng Hòa chia rẽ vô cùng. Từ cái hành động của Mark Gaetz mà làm cho McCarthy bị out khỏi cái chức chủ tịch của Hạ Viện. Thì quý vị nhìn vào quý vị đã thấy sự chia rẽ. Thì ai là người có khả năng đoàn kết lại ngoại trừ ông Trump ra? Jim Jordan chưa đủ. Jim Jordan có thể làm việc được với bên phía ông Hòa. Có thể làm việc được với lại phía cực hữu. Nhưng Jim Jordan không đủ khả năng đè đám cực hữu xuống. Khi mà đám cực hữu nổi loạn lên, Jim Jordan cản không nổi. Vừa rồi đó, quý vị thấy, Jim Jordan đâu có đè nổi. Đâu có đè nổi cái cuộc nổi loạn của Mark Gaetz đâu. Rồi James Comer, chủ tịch ủy ban giám sát. Rồi Michael McCord là chủ tịch ủy ban đối ngoại của Thượng viện, của Hạ Viện. Những người này là những người power lắm. Và Jason Smith, chủ tịch ủy ban đạo đức và đường hướng. Những người này không đè nổi cái sự nổi loạn của Mark Gaetz và nhóm Freedom Caucus. Người duy nhất đè được đám này là ông Trump. Do đó,
có thể chúng ta thấy nó hơi bị crazy, hơi bị điên một chút xíu. Nhưng mà nếu muốn đoàn kết, và ngay cả bây giờ quý vị thấy vừa rồi nó làm cái cuộc và thăm dò, nó nói rằng ông Newt Gingrich vô có thể là ổng là cái người mà khối cử tri bên ngoài ủng hộ nhiều nhất 58%, tại vì cái cuộc thăm dò đó không có để tên ông Trump vô, cho nên Newt Gingrich đứng đầu. Rồi tới Jim Jordan, Newt Gingrich được 58%, Jim Jordan được 13% trong cái chức chủ tịch Hạ viện. Nhưng mà cái đó là cử tri bên ngoài thôi, chứ không phải thành viên trong Hạ viện. Và đặc biệt là Newt Gingrich đã lên tiếng và chỉ trích 8 người bỏ phiếu với Đảng Dân Chủ là những thành phần cơ hội. Điều này có nghĩa là ổng chưa bước vào ghế chủ tịch Hạ viện, ổng đã gây ân oán với lại phía của Freedom Caucus rồi. Ổng gọi những người này là opportunist, tức là những kẻ cơ hội. Thì quý vị, có nghĩa là Newt Gingrich sẽ không đoàn kết được Hạ viện. Người duy nhất bây giờ đoàn kết được các thành viên Đảng Cộng hòa trong Hạ viện là ông Trump. Do đó, điều tích cực là chúng ta thấy được là ông Trump nếu làm chủ tịch Hạ viện có thể thống nhất toàn bộ thành viên của Đảng Cộng hòa đứng sau lưng ông. Ok, rồi bây giờ bước qua cái phần thứ hai, Đảng Dân chủ phản ứng như thế nào nếu ông Trump được chọn? Tại vì việc này chưa từng có trong lịch sử. Mặc dù trên Hạ viện không có quy định là phải là thành viên của Hạ viện mới được ra ứng cử chức chủ tịch Hạ viện, không có quy định, hiến pháp không quy định chuyện đó, nhưng mà từ lúc lập quốc tới bây giờ hầu hết chủ tịch Hạ viện đều là những người trong trong quốc hội, chứ chưa bao giờ có người nào ở ngoài quốc hội mà vô làm chủ tịch cả, đúng không quý vị? Đó là cái chưa từng có trong lịch sử, và lần này có thể xảy ra, giống như tôi nói, những chuyện lần đầu tiên có thể xảy ra, có thể xảy ra trong mùa bầu cử năm nay. Do đó, Kevin McCarthy bị tước bỏ chức chủ tịch Hạ viện đang trong lúc làm nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, chưa bao giờ có. Do đó, chúng ta không thể nói không thể nào. Chúng ta không thể nói là không thể nào là có cái tính chất này. Thì quý vị, bây giờ bước qua phần cuối cùng, Đảng Dân Chủ phản ứng như thế nào nếu ông Trump trở thành chủ tịch Hạ viện? Quý vị, một cơn ác mộng, và họ sẽ chống quyết liệt tới cùng. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, rồi Karim Jeffries là chủ tịch khối thiểu số sẽ bắt đầu đưa ra một cái chiến dịch là bất kỳ một cái dự án nào đưa ra họ đều chống hết. Tất cả những cái dự án nào, những cái dự luật nào đưa ra họ đều chống hết. Họ chống không phải vì cái dự luật đó tốt hay xấu, họ chống vì bản thân của ông Trump. Nhưng mà càng chống thì họ càng bộc lộ cho người dân bên ngoài thấy và cử tri bên ngoài thấy trước cuộc bầu cử. Đặc biệt là Nancy Pelosi. Bà không tưởng tượng được cái ghế bà từng ngồi bây giờ ông Trump ngồi. Bà sẽ là người kích động nhiều nhất trong cái vấn đề mà gọi là chống ông Trump từ Đảng Dân Chủ. Từ Đảng Dân Chủ bà sẽ kích động, nhưng cái điều hậu quả của Đảng Dân Chủ là sẽ có một số người đổi đảng. Nếu họ kích động một cái chiến dịch chống ông Trump ở trên sàn quốc hội thì sẽ có một số người đổi đảng. Ít nhất là bây giờ chúng ta thấy một số người rồi, và một trong những người kế tiếp mà tôi nghĩ rằng là sẽ đổi, Joe Manchin. Người thứ hai là cái ông vừa bị tấn công vào cách đây 3 ngày ở DC bị cướp xe, là ông Sueller. Ông có thể đổi đảng đó. Và quý vị, ông Trump làm chủ tịch của Hạ viện thì sẽ có nhiều thay đổi. Đảng Dân Chủ sẽ bộc lộ ra cái thái độ của họ. Dân Mỹ và tất cả cử tri bên ngoài, kể cả cử tri của Dân Chủ, Độc Lập và Cộng Hòa, họ sẽ nhìn vào điều này. Họ sẽ nhìn vào trong cái phản ứng của Đảng Dân Chủ để họ đánh giá. Và điều này sẽ là một cái cơn ác mộng của Đảng Dân Chủ. Tại vì ông Trump rất cứng rắn, quý vị đã biết. Khi mà ông thúc đẩy những cái dự luật về ngân sách của quốc gia, Joe Biden là nightmare. Joe Biden là nightmare. Tức là Joe Biden sẽ phải đối diện với một cái sự siết chặt của ông Trump. Và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đều phải đối diện với một cái hậu quả lớn khi mà họ chính trị hóa
cái cơ quan của họ. Và quý vị, điều này sẽ là một cái mức, một cái khủng khiếp xảy ra. Mà nếu chủ tịch Hạ viện mà bị kết án tù thì như thế nào quý vị? Tại vì hai chuyện khác nhau, họ kiện ông Trump, họ truy tố ông Trump là một chuyện, chuyện ông trở thành chủ tịch Hạ viện là một chuyện. Nhưng quý vị đặt câu hỏi ra giùm tôi, nếu chủ tịch Hạ viện mà bị kết án tù thì như thế nào? Đây sẽ là một câu hỏi thách thức cho Joe Biden. Tại vì Joe Biden hiện nay là người tổng, là trong vai trò tổng thống, kẻ duy nhất có quyền ký lệnh ân xá. Quý vị, những câu hỏi này tôi phải để cho diễn biến nó xảy ra trong thời gian kế tiếp. Nhưng đây sẽ là một thách thức. Và nếu ông Trump được chọn làm chủ tịch Hạ viện, tôi nghĩ rằng ông sẽ đoàn kết được đảng Cộng Hòa trên sàn Hạ viện, ít nhất là trong giai đoạn này. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.